Em tên là Lê Nguyễn Hải Hạnh, em năm nay 23 tuổi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Hồng Bàng. Em sẽ qua Mỹ học Master ngành quản trị kinh doanh tại thành phố Atlanta của bang Georgia. Em vừa mới đậu visa lúc 2 giờ. Thật sự là không thể tin được là mình có thể đậu được, tại vì khả năng tiếng Anh rất là không tốt lắm. Nhưng mà nhờ thầy Khôi với lại chị Ý đã tư vấn cho em và dạy cho em cách trả lời, cách làm sao đi đứng rồi vô gặp lãnh sự quán phải nói cái gì, rất là tận tình cho em, nên là khi đi phỏng vấn thì em cũng rất là tự tin. Rồi em có người thân ở bển, và đó là cô và anh trai của em vừa đi hồi ngày 4 tháng 8. Và anh em cũng qua đó để học đại học, và em cũng phải sẽ ở chung với anh và ở chung với cô. Em muốn qua học đại học á là để sau này về quản lý cho bệnh viện tư nhân của mẹ. Khi mà vô phỏng vấn á là có một chị cũng chung một tư vấn, chung tỉnh, chung trường, chung thành phố, đi chung. Bây giờ vô phỏng vấn chung một ông phỏng vấn luôn. Thì thấy chị đó rớt thì mình cũng sợ lắm, sợ quá trời luôn, run run. Mà khi mà nói á, khi mà vô gặp lãnh sự quán á thì chào lãnh sự quán rồi chủ động đưa cái passport, thì ba lãnh sự quán kêu oh good good. Thế là bắt đầu lãnh sự quán hỏi, cũng không hỏi tên mình luôn, cái là hỏi thẳng vô là em có đang là học sinh ở đây không, đang học sinh tại Việt Nam không. Thì em mới kêu là em vừa mới tốt nghiệp đại học. Xong rồi lãnh sự quán hỏi là ngành gì, rồi trường nào. Xong cái lãnh sự quán mù gõ. Cái lãnh sự quán em thấy lãnh sự quán im quá. Cái em mới hỏi lãnh sự quán muốn coi bằng điểm không, rồi sẽ kêu không. Xong cái hỏi coi là chính không, không luôn. Cái xong một hồi sẽ ổng đổi ý, cái ông kêu cho coi bằng điểm. Cái mình cũng nhét bảng điểm vô. Thế là ổng chẳng coi, chẳng lật, chẳng gì hết. Cái em tự em nói luôn là em vừa tốt nghiệp đại học với cái điểm mà 7.6. Đó, xong ổng cũng tiếp bỏ tiếp, chẳng nói gì hết. Cái xong em kêu luôn, em chủ động em nói với ổng là em có anh học ở bển. Và học ổng cái mới hỏi học ngành gì, trường gì. Đó, xong ổng lại gõ tiếp, ổng chẳng hỏi gì hết. Ổng ta là để em tự nói không à. Xong cái ổng mới kêu hỏi ba mẹ làm gì, ba mẹ làm gì, giống là im tiếp. Ông này im không à, cái là mình thấy sợ rồi, là chết rồi. À, ông có hỏi một câu gì dài lắm, không hiểu ông hỏi cái gì hết. Hỏi quá trời, cứ please, sorry, repeat đó. Sao ông cười, ông cũng chẳng hỏi lại mình tiếng Việt luôn. Ông kêu, ông bỏ qua luôn, xong mình kêu, oh, sorry sir. Xong ông kêu, oh, that's okay. Xong cái ông mới hỏi sang câu khác. Xong ông bỏ. Cái ổng thấy ổng xếp bác boy chết rồi, cái chồng giấy trắng kế bên sợ quá, bảo chị kia mới rớt xong chứ khi nào mình rớt đâu. Hên quá, ổng với tay vô bên kia, ổng lấy tờ màu hồng, cái mình thanh kiều liên hồi luôn, thanh kiều đến độ ổng phải kêu stop, nghe listen to me. Thế là mình ngồi mình nghe ổng nói xong cái thanh kiều, xong cái ổng kêu ổng trả lại cho cái E20. Xong mình chạy ra, trời ơi, hưng phấn, mà cũng tội chị kia, hai người cùng như vậy. Xong rồi cùng ấy đưa bao nhiêu là kế hoạch để đi chung với nhau mà không đậu. Thì hy vọng là chị đó cũng có cơ hội hơn lần sau để đi chung với mình, thì mình theo nhiêu đó thôi. Cũng là cảm ơn tên Đại Dương đã giúp cho mình có thể tự tin hơn, có thể vô trong đó tự tin khi mà nói chuyện với ổng. Nhiều lúc á, mình mà không có mấy anh chị với thầy Khôi ở đây á thì mình cũng không biết vô mình nói gì, thì ổng im mình cũng im, xong rồi chẳng biết là hướng như thế nào. Xong rồi chắc cũng rớt luôn quá, rồi không biết nói tiếng Anh thì sao nữa, tại vì thấy chị kia là toàn bộ nói tiếng Việt, nên là ổng cho rớt, mình nghĩ vậy đó. Nên là mình nghĩ là các bạn nên nói tiếng Anh. Tiếng Anh dù nói không đúng cũng nói, nhiều lúc chắc lãnh sự quán cũng hiểu đó, nhưng mà mình cứ nói ra, mình hiểu gì thì mình nói cái đó. Xong rồi thấy ông im á thì mình cứ nói, không nghĩ được cái gì thì cứ nói đại đi. Nhiều lúc ổng chỉ muốn là vô nghe mình giải bày về bản thân mình thôi, chứ ổng chẳng coi gì đâu, tài chính, học lực ổng chẳng coi cái gì hết, toàn là tự mình nói ra cho họ biết. Thì mình nghĩ là ổng lãnh sự quán nghĩ như vậy mà mình đọc đó.